Vâng, mình chào anh em nhé. Trên tay mình đây đang là cái chiếc bật lửa Zoro mà mình đánh giá là một trong những cái cây bật lửa mà rất là đáng mua anh em nhé. Đáng mua, đáng sử dụng. Đáng mua đến từ cái việc là nó đẹp, nó bền và nó ý nghĩa anh em nhé. Thì cái sản phẩm này nó có chất liệu là bằng đồng đỏ. Bằng đồng đỏ không chỉ riêng phần vỏ anh em nhé, mà nó đỏ luôn cả phần ruột. Trong cái lĩnh vực chế tác bật lửa ấy, thì thường là người ta sẽ sử dụng đồng vàng. Đồng vàng thì nó thường có màu vàng như thế này anh em nhé. Còn đồng đỏ thì nó sẽ có màu đỏ hồng. Cái màu này thì có tên tiếng Anh người ta gọi là copper. Thì cái dòng copper và dòng đồng vàng thì người ta gọi là đồng brass anh em nhé. Thì hai cái dòng này thì nó sẽ có cái điểm ưu và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên đánh giá chung tổng thể lại thì cái dòng copper này nó bền, đẹp và hiếm hơn anh em nhé. Cái sản phẩm này thì nó có chủ đề về cá chép hóa rồng, một cái chủ đề cũng rất là ý nghĩa anh em nhé. Mặt trước thì nó được khắc nổi hình con cá chép, mặt sau thì có một cái ao sen và ba con cá chép. Thì mặt trước là khắc nổi anh em nhé, khắc nổi thì nó sẽ luôn luôn cao cấp hơn so với khắc chìm. Cái việc khắc nổi ấy là nó sẽ khắc ở các cái phần viền bên ngoài anh em nhé, làm cho cái con cá nó nổi lên. Đây. Nó như thế. Còn về cái sản phẩm này mình đánh giá nó có công năng sử dụng rất là tốt anh em nhé. Bằng chứng là cái việc cầm xăng này thì nó có thể rơi vào tầm khoảng 1 tuần lễ. Nó cũng tương tự như những cái cây Zippo anh em nhé. Với điều kiện là anh em dùng xăng xịn anh em nhé, xăng Zippo chính hãng. Một cái bình xăng Zippo chính hãng thì nó sẽ hàn cái đường viền này này. Đấy. Nó hàn chứ không phải là nó dập anh em nhé. Đây. Với cái cây này thì mình đánh giá là nó khá là kín khít. Về cái phần mặt sau thì nó có ba con cá chép anh em nhé, tam ngư. Đấy. Bản lề cái sản phẩm thì chất liệu của nó là bằng niken, nên là nó có màu trắng. Niken thì thường là rất là cứng anh em nhé. Hai mũi hàn thì nó như thế này, và các cái đường viền đấy thì được đánh bóng. Cái chủ đề mà cá chép hóa rồng này nó xuất hiện rất là nhiều trên các cái cây bật lửa, kể cả Zippo và Zoro anh em nhé. Cái cây này thì nó có một cái đặc điểm nổi bật, đó là cái mộc đáy nó này là có cái kim và chữ S đây anh em nhé. Đây chính là ký hiệu của cây Super Copper, tức có nghĩa là nó siêu dày anh em nhé. Đấy, cái dòng này nó sản xuất từ năm từ từ năm bắt đầu từ cuối năm 23 thì nó mới bắt đầu ra cái sản phẩm này. Cái dòng Super Copper thì nó rất là dày anh em nhé, cực kỳ dày luôn. Để mà so sánh với một cây Zippo thì nó sẽ dày hơn rất là nhiều. Cái vỏ cây Zippo phổ thông ấy, nó chỉ dày tương tự như cái ruột của cây này thôi. Đấy. Đấy, anh em nhìn nhá, cái vỏ của cây Zippo phổ thông chỉ bằng cái ruột của cây này thôi, mà đem cái ruột này so sánh với cái vỏ này này, anh em thấy khác một trời một vực anh em nhá. Cây này thì ở bên trong nó có cái bản lề nhá, nó có hai cái chỗ nó đẩy ra. Đấy. Còn cái dòng này thì rất là cứng cáp, bản lề cứng cáp. Còn về cái phần thân thì nó rất là dày dặn rồi anh em nhé, dày dặn, dày như này thì mình bóp cái này còn không được anh em nhé. Thì trong quá trình sử dụng ấy, nếu như cái dòng này này vỏ mà vỏ mỏng ấy, vỏ của cây Zippo ấy, thì anh em làm rơi cái chắc chắn nó sẽ móp anh em nhé, 100% rơi nó sẽ móp. Còn cái cây này thì rơi với cái độ cao tương tự thì nó sẽ thậm chí là nó không móp anh em nhé, tại vì nó dày như thế này cơ. Đấy, nhưng mà mình không khuyến khích anh em làm rơi anh em nhé. Về cái ruột sản phẩm thì chỉ có duy nhất cái dòng Zoro này. Thường thường là cái ruột nó sẽ là bằng thép chuyên dụng không dỉ, có màu trắng. Nhưng cái ruột này là có màu đỏ hồng, copper. Cái ruột này thì nó sẽ có cái đặc biệt, đó là anh em dùng thì sau này nó sẽ không bị bay màu anh em nhé. Thậm chí Zippo mà mạ màu vàng thì nó sẽ bay màu, còn cái này thì không thể bay màu anh em nhé. Anh em dùng sau một thời gian thì nó sẽ đỏ đậm lên, đỏ hồng lên anh em nhé. Đấy. Hai cái núm này thì có trách nhiệm là giữ cho cái ruột chắc lên. Còn cái dòng này thì cổ đá này anh em nhé, bánh xe thì vừa cắt xấu vừa cắt ngang. Đấy, cái chủ đề này thì mình đánh giá cũng đẹp. Nói chung là về cái sản phẩm ấy, nếu mà để so sánh cái giá thành của cái cây này so với cái cây mà Zoro bình thường ấy, thì cây này nó cao hơn một chút anh em nhé, giá tiền nó cao hơn những cây Zoro bình thường một chút.
Còn nó đem so sánh nó với cái cây Zippo ấy, thì giá của cây này nó ngang bằng với cái cây Zippo giá rẻ nhất anh em nhé. Đây, nó như thế. Tuy nhiên để mà so sánh cây này nó bằng với cây Zippo rẻ nhất anh em nhé, nhưng mà để so sánh chất lượng của cây này với cây Zippo giá rẻ nhất thì mình đánh giá cây này chất lượng ăn đứt anh em nhé. Bởi vì này, chất lượng của nó là vỏ và ruột đều bằng đồng đỏ luôn, là thứ nhất. Thứ hai là cái vỏ rất là dày. Còn nói về độ bền thì cái này chắc chắn nó sẽ bền hơn cái Zippo đấy anh em nhé. Nó chỉ thua kém một cái là thương hiệu thôi. Đấy. Còn nếu anh em nào yêu thích cái sự thực dụng ấy, thì anh em có thể tìm cái sản phẩm này anh em nhé. Và cái này thì mình có đánh dấu mã số trên đây rồi. RR127 anh em nhé, RR127. Cái này thì anh em thích xem ảnh thì cứ ấn vào đường link bên dưới phần bình luận nhé và mô tả gì đấy của anh. Vâng, giá cái này thì số phân phối chỉ là 590.000 thôi anh em nhé, 590.000, giá rất là hấp dẫn cho một cái sản phẩm mà anh em có thể dùng đến cả hàng chục năm, thậm chí là vài chục năm anh em nhé. Và cái này thì shop mình sẽ có bảo hành cho anh em là 5 năm, cộng với đó shop mình sẽ tặng thêm cho anh em một ví đá anh em nhé, ví đá dùng được khoảng nửa năm và cái thẻ bảo hành đây anh em nhé. Vâng, anh em xem video cho shop xin được ký kênh nhé. Mình chào tạm biệt.